Đó, như cái chùm này không nắm mình để được ba trái nhiêu nè. Đó, nếu bị rớt hết là giống như trồng trà thôi. Như cái chuối. Trong khi là giờ cưỡi cái này ha. Đúng, hơn chứ, 10 năm rồi. Cắt vườn ra đủ hết không vậy? Ra đủ, nói chung là tầm những cây nhỏ nhỏ mới cả. Nói chung đó vườn nhiều thì có cây, một số cây chưa ra được. Nhỏ thì nó không ra như ra ha. Ra, lại ra thôi. Ra, nói chung nó không được nhiều thì kệ nó, cho cây lớn thì cho sớm quá nó suy cây. Nóng mấy cây rồi này mốt ra trái. Ra trái, trời nó nhiều lắm. Quá được cành. Đúng rồi, cành nhiều lắm. Cành nhiều. Cây thì mình giữ có thể nó đều cái cây để cho nó ngã. Còn hai cây thì mình để cho cành theo bên cái gạch ở giữa lại. Thì hai cây thì nó phải hơn một cây rồi. Đó, trời dưới này nó chạy nhanh đi thích, ngày nào cũng đi thăm đấy. Giờ nhìn trái lên đây. Đúng rồi. Cây. Mấy nó gần nhà ấy, cứ rảnh rảnh để sang giòn này đó, thì cành này mà đeo chắc được 4 trái. Đúng nhưng mà trời. Nhiều quá trời luôn. Cành bự này mất để trái phải luôn. Nói trước là chị cắt cái mặt ở chỗ đó, một con hai cái mí để đôn cho những cành nó được hơn. Thì tùy theo mình muốn để cái bao nhiêu thôi, có thể lên trên kia mình cắt một lần nữa, cái chiều cao mình mong muốn. Đó như cái đó trái bự hết à, bên dưới này trái bự hết. Thì chứ cỡ này thấy nó lớn nhanh lắm đó chị. Nhanh lắm. Chừng tuần hai tuần nữa ra là thấy nó bự liền. Tính ra là còn thái là 135 ngày là được thu à? Dạ. Thì đã được 28 ngày rồi, còn 100 ngày nữa, hơn 100 ngày nữa chứ mê. Dạ. Thường thường khoảng 20-25 ngày đầu á, mình thấy. Thì nó lâu quá. Lâu á. Thì mà cái chỗ cái gai kìa. Đúng rồi. Lớn nha. Lúc đó mình chưa có cho phân được. Dạ. Thì nó chưa, nó chậm, nó cũng chậm hơn là giờ có phân. Có quay quảng cáo bơ luôn không, mai mốt này đạm cá cũng tưới cho bơ mà. Đó. Chị tưới đạm cá luôn hả? Tưới luôn, cà phê, à mai mốt làm vườn tiêu mình tưới cả tiêu luôn. Không ba tư. Cái đó không ba tư. Không ba tư năm nay được giá này. Có trái này. Nó sẵn cho chị tưới thường viên tưới luôn. Tưới luôn, tưới cả cà phê, tưới cả tiêu. Nhà mình có hơn ngàn trụ tiêu bên kia mình tưới hết mà, năm tưới ba lần. À, bên cái mảng bên kia bên mảng nhà đó. Dạ. Mới hù mít mấy mấy thứ phân hóa học ít thôi, toàn bỏ hết rồi. Từ ngày có đạm cá bỏ hết cái điện. Dạ. Bỏ hết. Bộ hầm lá dưới góc là chị thổi hay là chị? Chị thổi, khoác máy thổi luôn. Để em gái thổi luôn hả? Ừ. Tại giờ làm máy móc nó quen này, làm cái gì làm được hết. Dạ, cũng khỏe hơn đó chị. Ừ, khỏe hơn nhiều chứ. Đó, như cái chùm này không nắm mình để được ba trái nhiêu nè. Không. Rông rồi đó. Ba trái rồi hết cỡ mà nó. Còn như vậy, để lại cũng để 4-5 trái. Đúng rồi. Thì giờ thấy cây đậu trái mình thấy ham mình thấy chi hoài hết đi. Đúng rồi. Mai mốt là đến mùa tưới tiêu ấy, em lên quay vườn tiêu đó. Ý là nó rẻ hơn hóa học nhiều, quay cho họ biết họ làm họ đỡ tốn tiền. Dạ, thì đỡ được phần nào hay phần đó. Mùa kia chứ mùa này thì xiết nước, ấy nước mình cũng xiết cho ra bông ấy, nên nó cũng không tưới. Lá đúng không? Đúng rồi. Lá đã thiệt. À. Họ bông thì chờ trái thì cũng thấy được, chờ mùa thu bao nhiêu nhưng mùa lá đã được chắc rồi đấy. Còn giờ mốc nó lớn lên mình có phân mình có đổi loại không chị hay là không đâu, thường cứ bỏ 3 số 16, 3 số 18, cứ 3 số vậy, 3 số bằng nhau thôi. Với đạm đầu nào đấy? Đạm đầu lành, đạm cá chắc đi lần đạm cá. Yeah. Đạm cá thì đi sớm mà đi sớm, sớm đúng rồi, đi chắc nửa tháng nữa đi ạ. Yeah. Hôm ba ngày trước đầu lành thì phải nửa tháng nữa mới đi tiếp. Yeah. Nửa tháng đầu lành nữa. Xong mình đạm cá mình đi ít hơn đầu lành.
Dạ, giờ trái mình sợ, sợ nó dư đạm ấy. Dạ. Thì bây giờ mình đi đậu lành trước đã. Tại bỏ thêm hóa học nhưng bỏ ít lắm, cây có vài lạng thôi. Chị có bỏ phân nở hay cái gì riêng không? Có, đang tính bỏ phân nở mà chưa đến và không chưa biết thời điểm nào, tháng hay nửa tháng nữa đây, tháng nữa đấy. Giống như giờ là cứ nửa tháng, 20 ngày mình cho nó ăn một lần nhưng mà ăn thay đổi nhau ấy. Dạ. Chị xem kẽ cái này. Xem kẽ phần này phần kia ấy. Dạ. Nhưng mà đa số thì họ ấy thôi, hóa học thì ít lắm. Trái này mình phun sâu không chị? Có phun sâu, phun dẹp thôi, bệnh mới dẹp, giống nấm bệnh. Rồi bỏ xịt muỗi. Bỏ chỉ, nói chung nhiều thứ lắm á. Cũng nửa tháng lần hả? Không nha. Nói này thì ít thôi, từ từ trái to ấy, trái này chưa đâu. Cái này cũng chưa dám. Chứ này chưa dám xịt đâu. Xịt mỗi dẹp trắng thôi, dẹp trắng này, thỉnh thoảng có con dẹp trắng. Có thuốc bệnh với dẹp trắng chứ cũng chưa dám xịt lạnh mấy cái kia. Còn mấy loại mà ít nóng đúng không? Đúng rồi, ít nóng. Giống ít chấm thôi. Yeah. Cái loại mà 2 3 chấm, 4 chấm chứ không dám nhiều. Dạ. Yeah. Cái nào mà nồng độ thấp là được ha. Đúng rồi, thấp mới nó thuộc về sinh học nhiều, nghiêng về sinh học nhiều thì là. Giờ khoa học tân tiến mà đâu giống xưa đâu, cái gì cũng có. Phải cưng răng như trứng. Đúng rồi. Nói chung 4 năm anh em làm chung giống nhau thì ai cũng được lắm, ai cũng đẹp lắm. Ai cũng đẹp. Đó. Em thấy có dài vườn nó rớt đĩa hết trơn. Đúng rồi, nhiều vườn rớt đấy. Năm nay nhiều người đến đây xem là kêu rớt dữ đó. Tại nắng quá hay sao? Nắng quá mình tưới nó sốc ta. Sốc nước ấy. Nghĩa là bảo sốc nhiệt gì đó. Kiểu mình không giữ xong rồi mình tưới vô một lần nhiều quá. Mình không biết lý do là sao nhưng mà cứ thấy họ đến đây họ kêu sao mà rớt hết không biết. Đây nó rớt chắc phải cỡ cây này đổ đi luôn ấy. Rớt hơn cây này. Có người ta có cây có còn cuống một cành còn được trái hay trái thôi. Đây nó rớt chắc nó rớt những cây đó đó, cành đó đó. Đó nếu bị rớt hết là giống như trồng trà thôi. Như cái chuối. Nói chung vườn này chỉ chắc được 80% thôi, bên tí nữa qua vườn bên kia kìa. Dạ. Nhìn không ghiền thì thôi luôn á. Qua bên đó. Bên đó nó đạt hơn bên này nữa. Thôi kệ, lá đẹp là được rồi. Lá đẹp thì trái sẽ đẹp. Vậy là quá chuẩn rồi. Mấy cây này ít trái đánh dấu mai mốt người ta ý giống như mình phun đồng loạt nó có cây nó khó ra hơn ấy. Nó ra ít có cây ra nhiều. Dạ lúc nó mắc cua là chị kéo mạnh luôn ha. Đúng rồi. À nó ra vừa kịp vậy hả? Đúng rồi, ra hồi đấy phải 20 phân á, ra dạ. Ra đọt cây đọt 20 phân. Đó cái đoạn này là hồi nó mới ra hết á, từ đó ra mới ra. Nè, cút ra này. Từ đây tới đây đấy. Lúc mà chị kéo đọt mắc cua. Thăm anh mua sân kinh không? Mua sân kinh thất bại luôn á. Ủa nó cũng ra mà nó không đậu hả? Không đậu luôn. Mấy anh em bạn trong Việt đó trời nó rớt hết sạch. Lá cháy luôn, ý là ép mạnh quá lá cháy hết. Mình cũng nghe được vài chùm. Cái này không khó, biết đậu không khó, khó đậu lắm. Nói chung để có cây để mà ăn thôi chứ còn. Nó y như cái cây rừng thấy không? Dạ. Để thử làm sao chị. Ô cây kia chết cây kia. Bị nấm à? Làm sao thử xiết thử hay gì? Xiết miết xiết hoài nó không ra, mấy vườn kia cũng xiết cháy cả bông rồi, cháy cả lá có ra đâu. Ông tại mình cái thế lên tivi hay chứ. Ông đến giờ ông đi. Đó thôi mấy cái. Không, ông chạy xe tải bán tải còn mấy cày nhà bữa tưới đậm cá à đậm đậu lành con để. Tiêu tổng chị nhiều không? 1.200 trụ. Năm đó trồng sầu riêng không theo để bỏ chết xong trồng tiêu 200.000 ký đó, 200.000 trồng xong bán 40.000 ký. Trời ơi nè. Trồng kia là giờ cưỡi cái này hả? Đúng, hơn chứ, 10 năm rồi mà. À, trồng kia 10 năm ấy hả? Đúng đó, 10 năm sầu riêng trồng 10 năm mà chị bỏ chứ, bỏ bê đó. Đậu quá trời. Đúng, bên này đậu hơn đó. Nó chia quả đẹp đều hơn bên đó. Nó tán thì không đẹp bằng bên đấy. Đây nó rộng mà tán nó nhỏ hơn. Ý ngày xưa chị ham mấy cái tiêu. Có chào hay sao? Chị để tiêu.
Để điều xong là nó bị cái nó vượt lên nó nét tán đó. Hèn chi. Nhưng mà đậu trái ghê không? Quá trời. Đó. Đây cành nó. Do yếu cành nhưng mà đó. Đi dài lên đó. Tại lúc trước có điều nên ép cây ra. Ừ. Nhưng mà trái nó phân bổ trái đẹp hơn phải không? Dạ. Đẹp hơn. Đẹp hơn. Trời ơi. Đó. Đó. Đây nguyên chùm gần như đổ hết luôn này. Ý nó chia trái rất là đẹp. Đó. Đủ cành, đủ trái. Nói chung cây nào cũng đẹp hết, bên này là 10 cây như 10. Bên kia chỉ độ 80% thôi, nói đúng bên kia được 80. Còn bên này là 10 cây như 10 đó. Đó không? Cây nào đều hết chứ không có bị cây nhiều cây ít. Hồi đó cứ tiếc đâu mỗi năm thu chỗ này được 2 bao đìa. Thế là cứ để, nó nào cũng để. Chứ không thì cắt thì nó cây này to hơn bên kia 1 năm ấy. Mà cứ để trong đìa nó bị. Đây là 5 năm mấy hả? Năm này là năm thứ, bên kia là năm thứ 5 phải không? Dạ. Cái này cái năm thứ 6. Nhưng mà để trong điều à. Dạ. Điều đó cây điều ghép còn sót mấy cây đó, cứ để nằm chung với nhau vậy. Góc ở giữa hả? Góc điều. Ừ, góc giữa đó. Dạ. Che hết luôn. Đó, đó Cường đã cập nhật cái vườn của anh Việt chị Thảo cho bà con xem. Thì sau khi trái đã bự hơn á thì có dịp tin cậy sẽ ghé lại cái khu vườn này để cập nhật lại tiếp cho bà con ha. Rồi, chào tạm biệt và cảm ơn bà con.